Hello and welcome to Learning Vietnamese with Thảo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cùng học tiếng Việt với Thảo. Today we are going to learn 5 common male names in Vietnamese. Khôi. 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 Kiên. 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 Lâm. 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 Long. 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 Lộc. 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 Thank you for watching my video and I look forward to seeing you in the next one. Bye bye.